Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Chậm rãi xoay người, ra liệt áo quay đầu đi, khóe miệng ý cười thoáng có chút dữ tợn, liễu tịch đại ca. Có thể hay không để cho ta cùng hắn chơi đùa. Liễu tịch cười gật đầu, bàn tay trong người ngầm dựng thẳng, âm hiểm cười nói, có cơ hội, không nên lưu thủ. Ra liệt áo con mắt cười híp lại. Liễu Tịch nói, làm cho hắn đột nhiên nhớ tới một lần lén cùng gia liệt Tất đích mật đàm, ngay lúc đó gia liệt Tất vừa vặn nghe được tin tức Tiêu Viêm hồi phục tu luyện thiên phú. Hắn sắc mặt âm trầm trầm mặc hồi lâu sau, mới cực kỳ nghiêm túc cùng lạnh lùng đối gia liệt áo nói một câu, nếu như sau này ngày nào đó tiểu tử Tiêu gia nọ tiếp nhận của ngươi khiêu chiến, xuống tay tuyệt đối không nên lưu tình, nếu có thể đương chàng đánh chết là tốt nhất, cho dù không thể, có thể phế đi tay hắn hoặc là chân vậy cũng là vì gia liệt gia tộc giảm bớt một địch nhân kinh khủng trong tương lai trong đầu chậm rãi quanh quần cảnh phụ thân nghiêm túc cùng lạnh lùng đang nói gia liệt áo trên mặt ý cười càng thêm dữ tợn ánh mắt lành lạnh liếc tiêu viêm sắc mặt vẫn bình tĩnh không xa hắn cơ hồ đã có thể dự cảm đến vị thiên tài thiếu niên này sẽ chết non tại chính mình trong tay gia liệt áo hoàn toàn tin tưởng thực lực bộc phát của mình, hắn hiện tại không chỉ đã là tam tinh đấu giả, còn tu tập công pháp lại là phong thuộc tính huyền bậc cao giai công pháp. Phong quyền quyết hơn nữa, bản thân còn nắm giữ vài loại đấu kỹ, hắn cơ hồ đã có thể vượt cấp khiêu chiến một gã ngũ tinh đấu giả bình mà bất bại. Mà cùng so sánh, Tiêu Viêm mặc dù tu luyện thiên phú đã trở về, bất quá mấy tháng trước lúc thành nhân nghi thức thực lực cũng chỉ mới bắt đoạn đấu khí, cho dù trong đoạn thời gian này thực lực của hắn lần nữa tinh tiến, nhưng cũng không có thể ngang bằng mình, đối với điều này, gia liệt áo tuyệt đối có tín tâm. Trên đường lớn, không chỉ có gia liệt áo cho rằng tiêu viêm không thể có một tia thắng, mà chung quanh lính đánh thuê vây xem cùng với tiêu ngọc hai người, cũng đồng dạng cho rằng như thế. Mặc kệ tiêu viêm thiên phú kiệt xuất đến mức nào, nhưng dù sao cấp bậc tranh lệch như thế, cũng không nghĩ là có người có thể vượt qua. Tiểu hỗn đàn này ngày thường không phải rất khôn khéo sao? như thế nào chúng phải phép khích tướng của tên kia. Nhìn tiêu viêm vai vác thiết côn, tiêu ngọc mặt cười hơi trầm xuống, tiến lên trước một bước có chút hậm hực. Tức giận nói, người từ lúc nào lại trở nên cậy mạnh như vậy. Biết rõ đánh không lại, vẫn tiếp nhận cái gì khiêu chiến. Chán sống sao, bị tiêu ngọc mắng, tiêu viêm nhẹ nhún vai, cười nói, còn chưa có bắt đầu đánh, ai chán sống còn chưa biết đâu. Ngươi, nhìn tiêu viêm ngoan cố, tiêu ngọc oán hận trà trà cước đôi chân gợi cảm thon dài bước lên phía trước trực tiếp che trước mặt tiêu viêm trường tiên xanh biết trường tiên đem không khí vung lên rung động vẫn là để ta lên đi ta biết ngươi tiềm lực rất không sai nhưng cũng là sau này mới được nhìn tiêu ngọc đưa lưng về phía mình tiêu viêm sửng sốt hắn không nghĩ tới nữ nhân này này từ trước đến nay luôn đối với mình gay gắt trước mặt người ngoài dĩ nhiên lại như thế che chở cho mình có chút không hiểu được sau đó ánh mắt từ vai tiêu ngọc chậm rãi đi xuống, tầm mắt rời qua phía sau lưng, mảnh mai, kiểu đồn vỉnh cao cùng với cặp chân dài gợi cảm có thể nói là hoàn mỹ. Có chút kinh ngạc thưởng thức dã man nữ nhân mặt sau đường cong hoàn mỹ, tiêu viêm sách sách miệng, không đợi chủ nhân phát giác trước, rất nhanh thu hồi ánh mắt đầu có chút nghiêng tới trước. Nhìn qua tựu giống như đem cầm đặt ở bả vai tiêu ngọc ách người trước kia không phải ước gì ta bị người đánh chết sao. Bên tai truyền đến tiếng hô hấp làm cho tiêu ngọc thân thể nháy mắt căng thẳng, đôi tai mềm mại nhanh chóng nổi lên một tầng vấn hồng, một lát sau, hít sâu một hơi. Trong âm thanh thản nhiên thoáng hiện một nét run rẩy ngươi hẳn là minh bạch ngươi đối gia tộc có giá trị như thế nào, cho nên, ngươi không thể tùy tiện tiếp nhận người khác khiêu chiến. Là của ngươi, biểu tỷ ta có quyền giúp ngươi đỡ một ít nguy hiểm. Ách thật sự là kỳ quái ngôn luận. Gãi gãi đầu tiêu viêm bất đắc dĩ phe phẩy, bất quá vẫn là quên đi chuyện của ta ta sẽ giải quyết nữ nhân ra, vẫn là một bên nán lại đi thôi. Nói xong, trong tay thiết côn mạnh mẽ căng thẳng, thân hình một bên lướt qua tiêu ngọc đang che phía trước, bước lên một bước. Trực tiếp hướng tới ra liệt áo lao đến, nhìn tiêu viêm vừa động tiêu ngọc nhất thời quính lên, trong tay trường tiên vừa muốn vung lên. Thì đã bị thanh âm của thiếu nữ bên cạnh ngăn lại, tiêu ngọc biểu tỷ tin tưởng tiêu viêm ca ca đi, hắn không phải là người lỗ mãng, không có nắm chắc. Hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Huân Nhi, quay đầu lại Tiêu Ngọc nhìn Huân Nhi đang cười dài, run run, đành thở dài gật đầu. Chỉ bất quá Ngọc Thủ vẫn như trước gắt gao nắm chặt trường tiên, hắc hắc tiểu vương bát đản. Hôm nay ta muốn ngươi hối hận vì hành động ngu xuẩn này. Nhìn chầm chầm tiêu viêm tay cầm thiết côn vọt đến, ra liệt áo thản nhiên cười lạnh, thanh sắc đấu khí nơi bàn tay cấp tốc ngưng tụ đứng tại chỗ thân hình bất động ra liệt áo xong trường đột nhiên gập lại thành bộ dáng lợi chảo nơi đầu ngón tay thanh sắc đấu khí như ẩn như hiện hội tụ thành 10 cái vuốt nhọn nghe răng cười một tiếng thủ trào vũ động tạo nên một cỗ âm thanh phá gió hung hăng lao tới công kích tiêu viêm cảm thủ trong không trung mơ hồ vang lên tiếng vuốt nhọn xé gió tiêu viêm con mắt híp lại tay trái thoáng co lại mạnh mẽ chém xuống mặt đất phía trước một cỗ vô hình kình khí kích đánh vào mặt đất phản lực mạnh mẽ đem thân hình tiêu viêm nhất thời vọt lên. Nhìn tiêu viêm khống chế tốc độ bản thân tạo ra xung lực linh hoạt như thế. chung quanh những lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú đang vây xem, nhất thời sợ hãi, phát ra một tiếng than. Tại lúc thân hình ngừng lại tiêu viêm thiết côn trong tay không chút nào dừng trệ phóng đi, như tên nhọn rời khỏi dây cung, bắn thẳng đến đầu ra liệt áo. Nguồn http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn nhìn thiết côn bắn nhanh tới ra liệt áo khinh thường cười lạnh một tiếng một mảng thanh sắc đấu khí đang nắm chặt trong tay cả người chấn động không khí thoáng một trận rung động mấy cái thanh sắc tiểu phong quyển từ hư, hư không đột ngột xuất hiện thiết côn sau khi xuyên qua mấy cái tiểu phong quyển lực đạo lúc này đã có thể dễ dàng bị hóa giải mất đi lực lượng thiết côn lúc khoảng cách tới đầu ra liệt áo còn khoảng nửa thước thì vô lực rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy ai nhìn thấy tiêu viêm lần này công kích bị đối phương dễ dàng hóa giải đám người chung quanh nhất thời bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài da liệt áo có được cao cấp công pháp như thế cơ hồ đã đứng ở thế bất bại tỷ tình huống tiêu viêm tựa hồ không tốt lắm a à, nhìn tiêu viêm giữa sân mất đi vũ khí tiêu chữ có chút không yên nói Tiêu Ngọc trầm mặt dầu dĩ nói ta quản hắn đi tìm chết, chỉ muốn làm anh hùng, hiện tại xem có tốt không, anh hùng không trở thành. Lại bị khi dễ mất hết thể diện. Thoáng chút trầm mặc Tiêu Ngọc thở dài nói, chuẩn bị cứu người đi ta xem ra liệt áo nọ hỗn đản nọ tựa hồ muốn hạ thủ tàn nhẫn. Tiêu chữ ngượng ngùng gật đầu. Bất quá cũng không dám dây vào cân tức của nàng cùng so với tiêu ngọc hai người lúc này không yên, huân nhi lại có vẻ cực kỳ chấn định con người đảo qua hạ xuống tiêu viêm giữa sân đang rơi vào hạ phong. Cái miệng nhỏ nhắn thản nhiên khởi ý cười, có chút chật vật nghiêng người tránh ra liệt áo một lần công kích tiêu viêm thân hình thối lui nhờ phong thuộc tính công pháp tăng phúc tốc độ. Ra liệt áo theo sát mà đến, bàn tay nắm chặt sắc ngưng trọng nhằm đầu tiêu viêm đánh tới. Phía sau không biết khi nào đã là vách tường, mặc dù tránh cũng không thể tránh. Nhưng khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn như cũ bình tĩnh, chậm rãi đích thở ra một hơi, trên nắm tay, đạm hoàng sắc đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, mang theo khí thế hung hãn chưa từng có cùng gia liệt áo. Rốt cuộc lần đầu chính diện giao phong, nhìn Tiêu Viêm lại dĩ nhiên như vậy, lựa chọn cùng gia liệt áo cứng đối cứng, đám người chung quanh cũng bắt đầu xôn xao, hai người cấp bậc rõ ràng hơn kém rất xa nếu là tiêu viêm tiếp tục lựa chọn tránh né thì còn có thể kéo dài nhưng nếu chọn ngạnh kháng không thể nghi ngờ chỉ có thể đương chàng bị thua ngay lúc tất cả mọi người vì tiêu viêm mà tiếc nuối tiêu viêm nắm tay đang nắm chặt chợt mở ra một cỗ thôi lực sao cường mãnh đột ngột xuất hiện cách không hung hăng nện lên lồng ngực ra liệt áo lồng ngực bị kinh khí kỳ lạ công kích ra liệt áo thân hình đang lao tới rất mạnh trực tiếp bị đánh bay khuôn mặt trắng bệch Nhãn đồng tràn ngập giữ tợn, hoảng loạn thốt lên, đây là đấu kỹ gì sao lại quỷ bí như thế. Nhìn ra liệt áo đang giữa không trung đột nhiên quỷ dị bắn ngược lại. Toàn trường đều là vẻ mặt kinh ngạc, hấp trường, bàn tay mở ra, nhắm ngay ra liệt áo đang bị bắn đi tiêu viêm ánh mắt, cực kỳ độc ác lựa chọn thời cơ tốt nhất, nhất thời, hấp lực cuồng mãnh. Đem ra liệt áo hung hăng kéo lại giữa không trung như khối cầu da bị ném qua ném lại, da liệt áo trong lòng cực kỳ tức giận, cắn răng nhìn tiêu viêm khoảng cách càng ngày càng gần. Trên khuôn mặt thoáng nổi lên một nét tàn nhẫn, hữu quyền nắm chặt thanh sắc đấu khí bên ngoài nắm tay cấp tốc ngưng tụ cuối cùng hình thành một dòng chảy nhỏ, huyền dai hạ cấp đấu kỹ. Thanh phong toàn quyền, quyền đầu giữa không trung phát ra âm thanh phá gió, áp lực cực lớn, cư nhiên đem tạp vật bên cạnh tiêu viêm toàn bộ thổi bay hít mắt lại, cảm thụ được phong áp mạnh mẽ đâm đến, tiêu viêm sắc mặt từ từ nghiêm túc thân thể đang yên lặng trong nháy mắt xoay trở chân phải hung hăng đạp lên tường, kình lực thật lớn. Để lại trên mặt tường một dấu chân sâu đến nửa tắc. Nương vào phản lực tiêu viêm thân thể giữa không trung cấp tốc xoay chuyển, chân phải tạo thành hình cung quỷ dị ở một khác này. Ống quần mềm mại tựa hồ cứng rắn như cương thiết bát cực băng mím chặt miệng tiêu viêm khuôn mặt lành lạnh sau khi chân phải tại giữa không trung hoàn thành xúc lực gần như hoàn mỹ. Rốt cuộc tại trước mắt bao người cùng trọng quyền của gia liệt áo giao oanh nhau. Đừng tưởng chỉ ngươi là tam tinh đấu giả. Trong lúc quyền cước đụng chạm tiêu viêm trên đùi phải hoàng đấu khí cấp tốc xuất hiện thản nhiên nhẹ giọng Làm cho được gia liệt áo sắc mặt đột biến bùng. Quyền cước tương tiếp một tiếng trầm đục phóng ra như sấm rền từ chỗ giao tiếp khuếch tán răng rác. Giao tiếp trong nháy mắt. Ngay sau đó tiếng đầu khớp xương đứt gãy chói tai truyền. Tiêu viêm cùng ra liệt áo thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ra. Thân thể nặng nề nện lên vách tường sau lưng tiêu viêm ít hầu ngòn ngọt, ngọt không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết lấm chấm điểm trên mặt đất. Nhìn tiêu viêm hộc máu. Lính đánh thuê chung quanh đều là tiếc hận thở dài một tiếng sau ngay lúc bọn họ cho rằng tiêu viêm đã thua ra liệt áo bị tạc rơi xuống đất lại đột nhiên cầm lấy tay phải lăn lộn trên đất chu lên thê lương. Lúc này đang xem, không thiếu người nhãn lực xuất chúng, khi bọn hắn nhìn được ra liệt áo cánh tay cơ hồ đã bị biến hình vạn vẹo, không khỏi hít vào một hơi lương khí, vẻ mặt rúng động. Đường cái thoáng có chút huyên náo, thời khắc này lại đột một đích yên tĩnh, từng đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu niên đang không ngừng thở hồn hển dưới vách tường. Một hồi lâu sau, âm thanh ủng hộ ầm ầm vang lên khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn tiêu ngọc có chút không thể tin nhìn ra liệt áo trên mặt đất thê thảm chu lên kinh ngạc nói tiểu hỗn đản này dĩ nhiên lại thắng hình như là tay của tên kia bị tiêu viêm chấn nát tiêu chữ nuốt một cái nước bọt tiêu viêm xuống tay vô cùng tàn nhẫn làm cho được hắn có chút nhớ tới thảm trạng chính mình lần trước bất quá lúc này đây trạng thái của da liệt áo rõ ràng so mình lúc đó còn muốn thê thảm hơn thập phần nhìn ra liệt áo xương cốt cơ hồ đã chui ra khỏi da thịt tiêu chữ có thể biết tay của người này hơn phân nửa đã bị phế đi. Nghe tiêu chữ đích xác định tiêu ngọc một hồi lâu không nói gì. Hùng hằng liếc mắt tiêu viêm đang không ngừng thở hồn hển nguyên lai tiểu hỗn đản đã sớm tiến vào đấu giả, hèn gì không có sợ hãi. Chấm, trên mặt đất ngồi hơn 10 phút đồng hồ tiêu viêm thân thể mới chậm rãi bỏ lên ánh mắt lạnh lẽo liếc liễu tịch đang trợn mắt há hốc mồm không xa kéo chân phải đã tê bại nhặt lên thiết côn ở một bên vẻ mặt hung quang nhằm ra liệt áo đang nằm trên mặt đất chu lên gian nan đi tới mới vừa rồi ra liệt áo ra tay đã lộ ra sát tâm của hắn đối với mình đối với muốn mệnh của mình tiêu viêm cũng đồng dạng cũng không làm ra vẻ từ bi vô vị nằm trên mặt đất nhìn tiêu viêm càng ngày càng gần ra liệt áo ngoài vẻ mặt oán độc còn có chút khủng hoảng nuốt một cái nước bọt hắn cũng nhìn ra sát ý trong mắt tiêu viêm không khỏi vội vàng nói ta nhận thua tiêu viêm mặt không chút thay đổi dường như không có nghe thấy thiết côn trong tay càng là nắm chặt nhìn thiếu niên giữa sân vẻ mặt lạnh lùng dù là một ít lính đánh thuê sống trong đau thương máu huyết cũng không thể tàn nhẫn như vậy tiêu viêm hiện tại rất khó có thể đem cùng thiếu niên trước kia suốt ngày mỉm cười hợp cùng một chỗ nguồn http2.gạch chéo gạch chéo -i -i -l -l. vn cước bộ dừng lại, tiêu viêm từ trên nhìn xuống bao quát ra liệt áo, đột nhiên nhe răng cười, hai hàm răng sạch sẽ trắng noãn. Nhưng làm cho da liệt áo trong lòng hàn khí ứa ra. Tới hiện tại, hắn mới biết được thiếu niên này ngày thường đem mình che giấu dưới bộ mặt ôn thuận, kỳ thật trong tâm so với hắn còn tàn nhẫn hơn, chết đi, vô dụng. Nhẹ nhàng cười tiêu viêm sát ý từ trong nhãn đồng đen nhánh chợt tăng vọt trong tay thiết côn tạo nên một tiếng xé gió, hung hăng nhằm đầu ra liệt áo trầm trọng đập xuống. Nhìn tiêu viêm xuống tay không chút lưu tình, ra liệt áo sắc mặt trắng bạch thần sắc sợ hãi bao phủ khuôn mặt. Trên ngã tư đường, nhìn thấy ra liệt áo sắp đổ máu đương tràng. Mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lương khí. Tiêu viêm loại cử động dứt khoát lưu loát này làm cho rất nhiều người đang xem lưu lại ấn tượng. Tiêu Ngọc khẽ nhếch cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, toàn thân cứng ngắc đứng ở chỗ cũ Tiêu Viêm, lúc này nói giết liền giết, quả thực phá vỡ hình tượng trước kia ôn hòa của hắn trong lòng. Tiêu Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, thiếu niên ngày thường luôn cùng nàng đùa giỡn vui đùa này, khi đã phát khởi tàn nhẫn, dĩ nhiên lại đáng sợ như thế. Ánh mắt mọi người đều là di động theo thiết côn trong tay Tiêu Viêm. Xong, ngay khi thiết côn chỉ còn cách đầu ra liệt áo khoảng nửa thước, một tiếng quát tựa như sét đánh ngang tai. Tại ngã tư đường đột ngột vang lên, tiêu gia tiểu tử, khiêu chiến luận bàn mà thôi, cư nhiên lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như thế. Nghe tiếng quát ẩn chứa nổi giận, tiêu viêm con mắt híp lại. Khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh, trong tay thiết côn chẳng những chưa từng đình chỉ, ngược lại lực đạo càng thêm hung hãn nện xuống. Cút ngay cho ta, hành động của tiêu viêm, rõ ràng đã khiêu khích lửa giận người đó trong tiếng mắng tức giận, kình khí bén nhọn xé gió gào thét giống như một tia chớp lóe lên, cắt ngang qua thiết côn, nhất thời thiết côn cứng rắn gãy làm hai đoạn. Bề mặt cắt bóng loáng như gương. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo vn thấy thiết côn dễ dàng bị cắt thành hai nửa tiêu viêm sắc mặt khẽ biến, hàm răng cắn chặt trong lòng nảy sinh ác độc vừa muốn cầm nửa đoạn thiết côn còn thừa trong tay cắm vào yết hầu ra liệt áo thì thanh sắc kình khí kia đã lần nữa kéo tới áp lực mãnh liệt. Dĩ nhiên làm cho tiêu viêm hô hấp có chút rồn rập. Nhã đồng hơi co lại, thiết côn ở dưới dùng sức xuyên vào, nhưng giống như bị một tầng vô hình phong màng cách ly, vô luận như thế nào. Đều không thể đâm xuống tới. Khóe miệng co quắp một chút tiêu viêm tay phải nắm chặt thiết côn, thân thể tung lên, chợt đột nhiên xoay người, thiết côn trong tay rời khỏi, hóa thành một đạo hắc ảnh. Hung hăng bắn về phía bóng người kia. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên dám ra tay công kích mình, bóng người hừ lạnh một tiếng, hai tay gập lại thành chảo, trước người một trận huy vũ, thanh sắc đấu khí nồng đậm. Hình thành vài đạo đạm thanh sắc năng lượng phong nhận, ngón tay bắn ra, phong nhận rời khỏi, đem thiết côn cắt thành hơn 10 khối sắt vụn, tuổi còn nhỏ tâm địa lại ác độc như thế. Hôm nay ta thay Tiêu Chiến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Sau khi đánh nát thiết côn, bóng người cười lạnh một tiếng, trên song trưởng, thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ. Một đạo phong quyền thành hình dưới chân, sau đó giữa không trung, thân hình giống như một viên đạn pháo hướng tiêu viêm đáp xuống, bàn tay vung lên. Một đạo đạm thanh sắc đấu khí phong nhận lần nữa đột ngột xuất hiện nhằm tiêu viêm bạo suất. Phong nhận sinh ra áp lực mãnh liệt đem tạp vật trên mặt đất thổi bay sạch sạch sẽ. Không lưu chút bụi, giáo huấn ta. Người tính cái giám á vẫn là hào hào quản con trai ngươi đi. Cười lạnh lắc đầu, tiêu viêm đã từ đấu khí thuộc tính nhận ra người đó là gia liệt áo phụ thân, gia liệt tất. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn phong nhận bắn đến. Lúc chỉ còn cách đỉnh đầu năm thước tiêu viêm bàn tay hướng mặt đất một trường đánh ra, vô hình tình khí bạo xuất sau khi tiếp xúc với mặt đất nhất thời đem tiêu viêm thân hình bắn ngược lên không. thân thể giữa không trung đảo lộn, sau đó vững vàng rơi xuống khoảng đất trống 10 thước phía trước. Phong nhận thất bại, suy một tiếng. Trên thạch bàn cứng rắn lưu lại vết cắt sâu hơn một tấc phụ thân, giết hắn. Nhìn bóng người từ không trung đáp xuống, ra liệt áo khuôn mặt mừng như điên, oán độc quát to. Hạ xuống đất, ra liệt tất sắc mặt âm trầm nhìn cánh tay ra liệt áo, trên mặt co lại, trong nhãn đồng sát ý dày đặc xẹt qua, vẫn chưa có trả lời, chân bước một bước. Lần nữa vọt mạnh tới tiêu viêm, để ta tới thử xem, tiêu gia thiên tài đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc từ lúc gia liệt tất xuất hiện đến lúc tiêu viêm lui nhanh bất quá chỉ là chốc lát thời gian nhưng trước mặt mọi người đều nhìn ra gia liệt tất dĩ nhiên lấy đại đấu sư thân phận đi đánh lén một gã đấu giả thiếu niên hư thành liền vang lên đầy trời mẹ kiếp gia liệt lão cẩu ngươi cái quả dưa này còn có mặt mà xuất thủ a à, nhìn ra liệt tất không để ý tới song phương thân phận chênh lệch mà xông đến lần nữa tiêu viêm sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi lập tức mắng to tiểu tử, người cắt đứt tay con ta, còn muốn bình yên vô sự ra đi, có lý nào dễ dàng như vậy? Gia liệt tất chân bước một bước, thân hình như một trận gió quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu tiêu viêm. Trên khuôn mặt không có biểu tình hiện lên một nét dữ tợn, tay nắm thật chặt, phía trên thanh sắc đấu khí mãnh liệt cấp tốc ngưng tụ thành một dòng chảy thật lớn, ta ngất dĩ nhiên còn dùng huyền giai đấu kỹ gia liệt lão cẩu mặt mũi gia liệt gia tộc đều bị ngươi làm mất hết a à, cảm nhận được trên nắm tay gia liệt tất ẩn chứa năng lượng cuồng mãnh tiêu viêm sắc mặt trở nên cực vi khó coi một bàn tay lặng lẽ xoa giới chỉ đen nhánh trên ngón tay nơi không xa nhìn tiêu viêm thân hãm hiểm cảnh đích huân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến chậm rãi thở nhẹ một hơi trong con người trong suốt kim sắc hỏa diễm từ từ thiêu đốt trên tay đạm kim đấu khí cũng bắt đầu ngưng tụ xuất ra kinh khí hung hãn song ngay lúc tiêu viêm chuẩn bị tự cứu cũng là huân nhi chuẩn bị ra tay một đảo âm thanh tràn ngập tức giận lần nữa đột ngột nổ vang trên đường phố mẹ kiếp ra liệt lão cầu con trai tiêu chiến ta lúc nào lại đến phiên tên tạp chủng ngươi giáo huấn tiếng quát vừa vang lên một đạo nhân ảnh toàn thân rực hồng từ phía bên ngoài hướng đến, bàn chân hung hăng đạp xuống, thân hình liền như tia chớp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, ngửa đầu giống một tiếng to. Trong tiếng giống, mơ hồ có tiếng sư ngâm, sư sơn liệt. Khuôn mặt lạnh lạnh, Tiêu Chiến Thiết quyền nắm chặt nhằm ra liệt tất trên đỉnh đầu oanh suất. Trên quyền đầu, đầu sư tử màu đỏ thật lớn như ẩn như hiện oanh thành hồng giao tranh tựa như sấm rền phóng nổ vang, làm cho người trên đường phố đại bộ phận đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Giữa không trung hai người thân thể giao oanh chấn động thân hình bạo thối. Tiêu chiến lúc thối lui cũng nhân tiện một tay chộp lấy tiêu viêm về phía sau. Cước bộ dồn dập trên mặt đất lui ra phía sau vài bước mỗi một bước đều để lại trên mặt đá rắn một dấu chân mắt thường cũng nhìn được bởi vậy có thể thấy song phương lực lượng giao chiến. Có bao nhiêu cường hãn? hóa giải tình khí tiêu chiến âm lãnh liếc ra liệt tất không xa, cười lạnh nói, ra liệt tất ngươi thật bây giờ lại giống như cầu A. Dĩ nhiên đối với vãn bối cũng ra tay. Gia liệt tất sắc mặt âm trầm, khóe miệng co lại, chỉ vào gia liệt áo trên mặt đất âm lãnh nói, hắn đem con ta đánh thành bộ dáng này, tiêu chiến. Hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo, công đạo. Công đạo cái giám A mới vừa rồi nếu con ta không cơ chí hiện tại nằm trên mặt đất hẳn nên đổi lại là hắn a đến lúc đó ta còn không phải muốn được ngươi cấp một cái công đạo a tiêu chiến cười nhạo một tiếng phiếu hãn mở mồm mắng to khiêu chiến lần này là con trai ngươi phát ra ở đây mọi người đều có thể làm chứng hơn nữa khiêu chiến đứt tay gãy chân rất là bình thường mà cần gì kinh ngạc tiêu chiến khuôn mặt chậm rãi thu liễm cười tủm tìm nói ngươi khuôn mặt dồn dập co quắp vài cái, ra liệt tất nhìn ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Biết hôm nay đã khó có khả năng ra tay với tiêu viêm, cho nên, hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, đừng để ta có được cơ hội, nếu không, những lời này, nên tặng lại cho ngươi. Cười cười, tiêu chiến trong nhãn đồng đồng dạng chợt hiện hung quang. Hảo, hảo, chờ xem. Giận quá thành cười, ra liệt tất tiến lên đem ra liệt áo còn đang thống khổ chu kẹp dưới cánh tay, xoay người rời đi lúc đi qua liễu tịch nhìn hắn bộ dáng trợn mắt há mồm. Trong lòng lửa giận lần nữa dâng lên, hít sâu một hơi, tức giận trầm giọng nói, liễu tịch tiên sinh, đi thôi, ách. Vậy cô gái kia, liễu tịch đem ánh mắt cam lòng hướng tới huân nhi nơi không xa. Khóe mắt dồn dập nhảy vài cách ra liệt tất hiện tại cơ hồ xúc động muốn đem tên ngu ngốc đầu chỉ có nữ nhân này đương chàng phách tử nắm tay gắt gao nắm lại một lát sau cũng bắt mình lộ ra vẻ tươi cười khó coi việc này để sau khi trở về bàn bạc kỹ hơn đi ai được rồi nhìn vẻ mặt thống khổ của gia liệt tất liễu tịch đành phải không cam lòng gật đầu ánh mắt dâm tà đảo qua lần nữa trên dáng người linh lung của huân nhi lúc này mới lưu luyến theo gia liệt tất rời khỏi đưa mắt nhìn đoàn người gia liệt tất chật vật rời đi tiêu chiến cười lạnh một tiếng ánh mắt quét tảo chung quanh sau đó xoay người nhìn tiêu viêm khóe miệng có một tia máu, ánh mắt chậm rãi nhu hòa, nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn, chợt chép chép miệng, tiếc rẻ nói, tiểu tử ngươi xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. Gia liệt tất chỉ có một đứa con trai, người nếu như đem ra liệt áo nhanh chóng kết liễu, gia liệt tất hôm nay hẳn là sẽ nổi điên, mà hắn như vậy. Ba vị trưởng lão mai phục bên ngoài có cớ để liên thủ đánh chết hắn, sách sách đáng tiếc. Nghe vậy, tiêu viêm ngạc nhiên, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã một bên huân nhi cùng tiêu ngọc lại bị những lời này làm cho gương mặt ửng đỏ. Nghe tiêu chiến nói thế, lính đánh thuê chung quanh, không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại, khó trách con trai tàn nhẫn như thế, nguyên lai like là phụ thân, còn muốn sâu hơn. Trên bầu trời đêm đen nhánh, trăng bạc nơi cao ánh trăng nhẹ nhàng phủ trên mặt đất một tầng ngân xa, nhìn qua hết sức thần bí. Trải qua việc ồn ào ban ngày, ô thản thành đêm khuya cũng lâm vào một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh trong một ít phòng ốc trên đường phố ngẫu nhiên truyền ra tiếng nam nhân thở dốc cùng với tiếng nữ nhân vô lực rên gì. Bảy bạ quá tội lỗi tội lỗi đê dê tiêu ra trong căn phòng hậu viện thiếu niên lúc này ngửa mặt nằm trên giường trong nhãn đồng đen nhánh như bầu trời đêm lúc này hàn quang chợt tiểu chướng Sư phụ, ngươi hiện tại ở trong trạng thái này thực lực cực hạn là bao nhiêu? Trầm mặc một hồi lâu, tiêu viêm đột nhiên nhẹ giọng dò hỏi như thế nào? Trong giới chỉ đen nhánh truyền ra một câu tùy ý hỏi ngược lại, một lát sau, Dược lão hàm hồ nói, mặc dù hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, bất quá bằng vào dị hỏa, đối phó một ít đại đấu sư hoặc là đấu linh tiểu tạp ngư, hẳn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm khuôn mặt vi hỉ, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý người muốn đi giết tiểu từ ban ngày nọ nhìn thấy bộ dáng này của tiêu viêm dược lão thoáng có chút kinh ngạc hỏi gia liệt áo vẫn không đáng để ta lo lắng tới mức đó tiêu viêm cười cười nhàn nhạt nhẹ giọng nói hai tháng thời gian cũng sắp tới rồi ta đối với gia liệt gia tộc đã có điểm mất kiên nhẫn cho nên ta nghĩ len lén đích đem cái tên liễu tịch luyện dược sư kia giải quyết chỉ cần hắn chết ra liệt gia tộc không có người luyện chế chữa thương dược sẽ bị mất đi thị trường, đến lúc đó cho dù gia tộc còn có thể sinh tồn, vậy thế lực cũng sẽ cũng hạ xuống. Từ nay về sau muốn tạo thành uy hiếp đối với tiêu cũng không dễ. Ngô thật sự là bởi vì mất kiên nhẫn sao? Lấy tính tình của ngươi cũng không giống như người táo bảo A à, trầm mặc một chút trong giới trì truyền ra tiếng dược lão trêu tức xem ra ngươi đối với vị kêu là huân nhi cô nương kia thật đúng là vô cùng để ý a à, tên kia bất quá chỉ là biểu hiện hạ lưu một chút ngươi liền ghi hận trong lòng thật đúng là một tiểu hài tử thích ăn dấm chua a à, nghe vậy tiêu viêm ngoài mặt có chút phát nóng bị vạch trần tâm tư hắn nhất thời có chút thẹn quá thành giận ta thời gian vốn không nhiều sao có thể bồi bọn chúng chơi đùa cho dù hôm nay không gặp tên kia ta cũng sẽ dùng thủ đoạn khác được rồi, được rồi, vậy không nói chuyện cô nương kia. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng này, Dược lão cười to vài tiếng. Trong tiếng cười đầy ý trêu tức làm cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ đảo đôi mắt trắng dã. Nếu muốn động thủ, vậy hành động liền đi, ta là linh hồn trạng thái, cho nên sẽ mượn tay của ngươi. Đình chỉ Diễu Cật, Dược lão cười nói. Vội vàng gật đầu, Tiêu Viêm vội nhảy xuống giường từ trong lòng móc ra nạp giới màu đỏ sậm, sau đó lấy ra một bộ áo choàng lớn đen nhánh sớm đã chuẩn bị tốt, cực kỳ thuần thục khoát lên người, nhất thời, vóc người thiếu niên vốn gầy gò. Lại hóa thành thần bí hắc bào nhân dáng người ung thũng, sao? Đi thôi, người cái gì cũng không cần làm, để ta đến khống chế thân thể ngươi là tốt rồi, có ta linh hồn bao vây. Người cũng không cần lo lắng bị người từ hơi thở nhận ra thân phận. Nhìn thấy tiêu viêm chuẩn bị xong, dược lão cười nhắc nhở một tiếng. Ân, gật đầu tiêu viêm lanh tay lẹ chân tới bên cửa sổ, giống như đạo tặc nhìn chung quanh, lúc này mới phóng thân nhảy ra ngoài, thân hình từ không trung nhanh chóng hạ xuống. Một cỗ lực lượng cường đại từ giới chỉ trên ngón tay truyền ra. Thần bí lực lượng nhanh chóng bao lấy toàn thân tiêu viêm thân, nhất thời thân hình đang cấp bách hạ xuống, lại đột ngột trôi nổi giữa không trung. Bàn chân tại chỗ điểm nhẹ, thân hình đen nhánh tựa như một đầu ưng thứ ẩn mình trong hắc ám, không một tiếng động bay khỏi tiêu ra cuối cùng biến mất trong bóng đêm mờ mịt, đêm nay trời cao trăng sáng, giết người hảo thời cơ. Chấm, gia liệt gia tộc Liễu Tịch tiên sinh thật sự còn có thể luyện chế đan dược khác. Ngọn đèn dầu tỏa sáng đại sảnh, vốn gia liệt tất tâm tình đang âm trầm cực độ. Nghe được trước mặt Liễu Tịch thanh âm đắc ý, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó mừng rỡ hỏi. Phi thường hài lòng thấy bộ dáng gia liệt tất vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Liễu tịch bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụm, trên khuôn mặt có chút kiêu ngạo, ngoài chữa thương dược ta còn thể luyện chế một loại đan dược cực kỳ thích hợp cho lính đánh thuê. Gọi là xúc lực hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm cho người dụng dược lực lượng gia tăng ước chừng một thành. Nghe vậy, gia liệt tất ý mừng trên mặt lại đậm thêm vài phần. Nếu như thật sự có thể luyện chế ra loại đan dược đặc biệt như thế, vậy gia liệt gia tộc liền có thể mượn đây quảng cáo, có thể thu hồi không ít nhân khí, cuối cùng nói không chừng. Còn có thể chèn ép tiêu ra lần nữa, bất quá loại xúc lực hoàn này cũng không thể giống như chữa thương dược luyện chế đại quy mô bằng thực lực của ta. Sợ rằng một ngày nhiều lắm chỉ có thể luyện chế chừng 20 hoàn. Liễu Tịch có chút tiếc hận nói, a à a, à, 20 hoàn thì 20 hoàn, chúng ta có thể đem đến đấu giá hội, giá cả cao cũng được dù sao chữa thương dược mới là chủ đạo chúng ta chỉ là nhờ thứ này thu hồi nhân khí gia liệt tất khoát tay cười nói hắc gia liệt tộc trưởng xúc lực hoàn này ta đích xác có thể luyện chế bất quá dựa theo ước định của chúng ta ta tự hồ chỉ phụ trách luyện chế chữa thương dược a à, nhìn thấy xúc lực hoàn câu dẫn thành công ý niệm trong đầu gia liệt tất liễu tịch nhãn châu thiểm động đột nhiên cười nói khuôn mặt hơi đổi lão hồ ly gia liệt tất như thế nào lại không biết chủ ý người này bất quá tới lúc này Hắn cũng cười khan hỏi, vậy Liễu Tịch tiên sinh ý tứ như thế nào? A à, a, yên tâm, ta biết tình huống ra liệt gia tộc hiện tại. Cho nên cũng không có như sư tử há mồm a, à, nhìn ra liệt tất thở dài một hơi, Liễu Tịch nhãn đồng chung xẹt qua một tia dâm đãng, tại hạ chỉ là muốn mời gia liệt tộc trưởng hỗ trợ. Đem đến vị cô nương kêu là Tiêu Huân Nhi kia để ta lộng lại đây. Trên mặt ý cười còn chưa ra tới chợt cứng ngắc, ra liệt tất khóe mắt co quắp một trận, hắn không nghĩ tới Tên này sắc đảm bao thiên, còn dám đem ý niệm trong đầu trực tiếp hướng tới tiêu gia. Liễu Tịch tiên sinh, nếu như chúng ta gia liệt gia tộc động tới người của tiêu gia, tiêu chiến sẽ có cớ tuyên chiến chính diện với gia liệt gia tộc chúng ta. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không còn là quyết đấu bằng kinh tế, mà là chính thức động đao thương a. À, thở dài một hơi, gia liệt tất cười khổ nói, ngón tay gõ lên bàn. Liễu Tịch cười hắc hắc nói, cái này không phải vấn đề ta ta quan tâm, mặc kệ tộc trưởng là chuẩn bị ngạnh đoạt cũng tốt, hạ mê hồn dược đem tới cũng được, ta chỉ muốn kết quả. Chỉ cần tộc trưởng có thể đem nàng để ta lộng lại đây, ta tùy thời luyện chế xúc lực hoàn. Khóe mắt lần nữa nhảy dồn dập cho dù ra liệt tất vô cùng tức giận. Nhưng hắn cũng chỉ cười cười nói, hay là để ta suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ cho tiên sinh câu trả lời thuyết phục có được không, hắc hắc cũng tốt, tộc trưởng hãy ngẫm lại đi thứ ta lắm miệng một câu. Kỳ thật hiện tại gia liệt gia tộc cùng tiêu gia cũng đã như nước với lửa, có gì phải ngại thêm một cái ân oán. Âm thanh cười cười, liễu tịch đứng dậy, vỗ vỗ cái mông. Ngành ngang tiêu sái bước ra đại sảnh, hướng phòng mình ở hậu viện bước nhanh, hôm nay bị vị cô nương thanh liên thoát tục kia khơi dậy dục hỏa trong lòng. Hắn hiện tại rất muốn nhanh tìm được một thị nữ trẻ đẹp để giảm nhiệt. Nhìn liễu tịch biến mất tại chỗ rẽ, ra liệt tất mặt âm trầm, sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi. Điểm nhiên nói, cái loại vương bắt đàn đầu óc toàn là nữ nhân này, sớm muộn cũng chết trên người nữ nhân. Chấm, trong một căn phòng ở hậu viện, tiêu viêm có chút bất đắc dĩ nhìn tiếu lệ nữ tử đánh bất tỉnh trên giường, trên người chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh. Xuân quang tiết trắng mê người lộ ra một mảng lớn, tên kia đã trở về trong giới chỉ dược lão nhẹ giọng tiêu viêm bay nhanh lui vào một góc bí mật mắt xuyên qua khe hở thật nhỏ đem căn phòng hết thảy tu vào giát chi cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra liễu tịch chiêu bài nụ cười cùng âm thanh dâm đãng vang lên trong phòng ha ha bảo bối ta đã trở về tối nay chuẩn bị tiếp nhận hành hạ đi thật sự là cái thứ ngu ngốc tê sao âm trùng đầy não mà dược lão chuẩn bị động thủ đi cười lạnh lắc đầu tiêu viêm trong lòng lên tiếng nói hảo chờ đã có biến cố chữ hảo còn chưa nói xong dược lão đã cấp bách quát một tiếng làm tiêu viêm trong lòng thót lên một cái trên chán tiếng quát bị dược lão hù dọa toát mồ hôi lạnh tiêu viêm thân thể cứng đờ động cũng không dám động nguồn chuyện chuyện phun bên trái trong lòng dược lão nhẹ giọng truyền ra lần nữa nghe nhắc nhở tiêu viêm chậm rãi xoay đầu đem ánh mắt hướng cửa sổ bên trái căn phòng nhãn đồng chợt co rụt lại nguyên bổn cửa sổ đóng chặt đích đã không biết mở ra lúc nào, ánh trăng nhàn nhạt tràn vào. Chỉ trong chớp mắt, cửa sổ trống trơn giờ phút này lại có một thiếu nữ mặc kim sắc váy bảo quỷ dị ngồi trên. Dưới kim sắc váy bảo, một đôi chân ngọc trắng toát mượt mà. Giữa không trung vẽ lên đường cong mê người. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ tựa như nữ thần ánh trăng, mỹ lệ mà huyền bí. Nhìn thiếu nữ không biết xuất hiện từ khi nào, tiêu viêm đột nhiên cảm thấy ít hầu phát đắng, trong lòng âm thanh gần như rên gì. Huân, Huân Nhi, lầm lầm nhìn thiếu nữ như quỷ mị xuất hiện trên bệ cửa sổ, một hồi lâu sau tiêu viêm kinh nghi nhẹ giọng lầm bẩm nàng tới nơi này làm gì, hắc hắc, xem tình huống này. Tự hồ nàng cùng ngươi mục đích giống nhau a à? dược lão ù ù cà cà khẽ cười nói. Nhíu mày, tiêu viêm đem thân thể hoàn toàn đích lui vào bóng tối chợt có chút trần chờ thầm hỏi, Huân Nhi đích thực lực. Như thế nào trở nên mạnh như vậy? Xem tốc độ nàng xuất hiện, sợ rằng cũng không thua một gã đại đấu sư, thực lực chân thật của nàng, đích thật là như ngươi ngày thường chứng kiến. Bất quá nàng bây giờ rõ ràng là vận dụng một loại bí pháp khiến cho chính mình thực lực tăng lên trong một khoảng thời gian. Với bối cảnh thân phận của nàng, có được loại bí pháp thần kỳ này cũng không phải ngạc nhiên. Dược lão thản nhiên cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng ngạc nhiên, chợt cười khổ một tiếng. Trong lòng đối với bối cảnh thần bí của Huân Nhi bất đắc dĩ lần nữa cảm thán lắc đầu, không thèm nhắc lại, ánh mắt xuyên thấu qua tấm màn trước mặt nhìn chăm chú vào căn phòng thoáng có chút quỷ dị. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun bên trong gian phòng, Huân Nhi xuất hiện quỷ mị, vẫn chưa khiến cho Liễu Tịch chú ý, tên này dục hỏa đang trùng não hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp trên giường xuân quang đại tiết hai tay luống uống cởi quần áo trên người đúng lúc này liễu tịch tay đang cởi quần áo chợt cứng đờ thân là lục tinh đấu giả hắn rốt cuộc cũng nhận ra có điểm không thích hợp thoáng trần chờ một chút sau đó chậm rãi xoay cổ ánh mắt phóng tới trên cửa sổ đang mở rộng trên cửa sổ kim sắc váy bảo biếng nhát thiếu nữ nghiêng người dựa bên bể một đôi nhãn đồng lấp lánh kim sắc hỏa diễm lạnh nhạt nhìn nam từ quần áo lộn xộn trong phòng trên bàn tay trắng nõn kim sắc hòa diễm giống như tinh linh nhảy múa theo một quỹ tích kỳ dị liễu tịch ngơ ngác nhìn thiếu nữ dưới ánh trăng chậm rãi di động ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mà lạnh lùng trong nhãn đồng không tự chủ hiện lên men say dù biết tình huống lúc này không phải nhưng mỗi lần đối diện với thiếu nữ dung mạo cơ hồ không chút tì vết cùng khí chất kỳ ảo thoát tục liễu tịch vẫn không nhịn được có chút thất thần Xong chỉ trong nháy mắt, liễu tịch bỗng đột nhiên xoay người, bàn chân trên mặt đất nặng nề điểm xuống. Thân hình giống như tên rời cung điên cuồng hướng tới đại môn phóng đi. Dưới loại không khí quỷ dị này, cảm giác một cỗ tử vong âm lãnh tới gần. Rốt cuộc đem hắn dục hòa toàn bộ dập tát. Liễu tịch mặc dù tự đại, bất quá hắn cũng không thật sự cho rằng, ngay lúc này thiếu nữ xuất hiện quỷ dị kia đặc biệt lại đây tìm mình để tâm sự. Căn phòng mặc dù khá rộng, bất quá lấy tốc độ của liễu tịch từ giường tới cửa cũng bất quá ngắn ngủi vài giây thời gian. Nhìn cửa gỗ gần trong gang tấc liễu tịch nhãn đồng thoát hiện lên một nét vui mừng, chỉ cần thoát khỏi phòng, hắn sẽ có thể lớn tiếng hét lên, đến lúc đó, ra liệt tất nghe được tiếng kêu cứu. Hẳn là lập tức chạy tới cứu viện. Xong, ngay lúc liễu tịch chạm đến cánh cửa thì hai chân đột nhiên đau bút thân hình đang cấp tốc chạy trốn nhất thời nghiêng tới cuối cùng hung hăng nện lên mặt đất vài cái giang nương theo máu tươi bị liễu tịch một cái phun ra vẻ mặt sợ hãi nhìn xuống chỉ thấy trên cặp chân không biết từ khi nào xuất hiện hai cái lỗ máu to bằng nắm tay bên bờ một mảnh cháy đen mơ hồ có mùi khét lẹt truyền ra người đâu có người muốn ám sát ta liễu tịch trên đùi cơ hồ đau đến muốn ngất đi bất quá lúc này hắn cũng cắn răng há mồm liều mạng kêu to vô dụng thôi căn phòng đã bị khí tức của ta bao phủ không ai có thể nghe thấy ngươi trên bệ cửa sổ cô gái thản nhiên nói ngón tay khẽ búng một cây kim sắc hỏa diễm lợi thứ sao tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hình xem ra liễu tịch trên đùi bị thương hẳn là do thứ này gây ra ngươi ngươi đến tột cùng muốn làm gì ngươi muốn cái gì tiền đan dược ta cái gì cũng đều cho ngươi chỉ cần tha cho ta hoảng sợ nhìn thiếu nữ liễu tịch sắc mặt trắng bệch tử vong uy hiếp rốt cuộc đã dập tắt sắc tâm của hắn. Lạnh nhạt liếc nhìn liễu tịch đang dãy rụa không ngừng trên mặt đất thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ. Nhẹ nhàng chậm rãi bước đến, nhìn Huân Nhi từ cửa sổ nhảy xuống tiêu viêm lúc này mới phát hiện nguyên bổn Huân Nhi mái tóc đen chỉ gần đến hông lúc này đây lại buông xuống ở tận kiều đồn. Hiển nhiên là do bí pháp kỳ diệu kia làm ra trong căn phòng rộng một thân kim sắc váy bảo tượng trưng cho sự cao quý thiếu nữ lạnh nhạt hướng liễu tịch trên mặt đất đạc không ngừng kêu rên bước tới đến khi tới trước mặt cước bộ dừng lại cúi đầu chợt nhẹ nhàng cười khuôn mặt tươi cười làm cho liễu tịch trong lòng giật mình sợ hãi ngươi không phải muốn cho người đem ta bắt lại đây sao chậm rãi ngồi xuống huân nhi trong tiếng nói nhẹ nhàng ẩn chứa một tia lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt liễu tịch nuốt một ngụm nước bọt trên khuôn mặt đổ một trận mồ hôi lạnh vì quá sợ hãi cơ hồ làm ướt cả khuôn mặt ta kỳ thật rất ghét động thủ giết người nhìn liễu tịch vẻ mặt sợ hãi huân nhi đột nhiên khẽ thở dài nghe vậy liễu tịch trong nhãn đồng thoáng xẹt qua một tia hy vọng song hắn còn chưa kịp xuất ngôn xin tha thiếu nữ đã chợt cười lạnh đem hắn ném vào vực sâu tuyệt vọng ta kỳ thật cũng không ngại một vài ánh mắt vô vị nhưng tại sao ngươi còn muốn xuất ngôn vũ nhục hắn ngươi có tư cách gì vũ nhục hắn Mặc dù hắn có lẽ sẽ không quan tâm với một hạt bụi như người, đối với ngươi cũng không thể. Thật sự không thể, theo thiếu nữ ngữ khí chợt biến lãnh, kim sắc hỏa diễm tiêm thứ sao đột nhiên rời khỏi tay, cuối cùng hóa thành một tia chớp kim sắc hung hăng đâm vào ngực liễu tịch nhất thời. Một lỗ máu nhanh chóng hiện lên, chúng một đòn chí mạng trầm trọng, liễu tịch nhãn đồng co rụt lại, khuôn mặt trắng bệch từ từ u ám, hai mắt trợn trừng, nhìn qua cực kỳ kinh khủng lạnh nhạt liếc nhìn một cái thi thể từ từ đánh mất sinh cơ huân nhi thân thể đứng thẳng khẽ thở dài một hơi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lụng hiện lên một nét bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm nói nếu không phải sợ tiêu viêm ca ca trách ta nhiều chuyện này ô thản thành đã sớm không có gia liệt gia tộc đâu còn có thể có nhiều sự tình phiền toái như vậy nhẹ lắc lắc đầu huân nhi ánh mắt tùy ý quét qua căn phòng trong vòng thân hình khẽ nhúc nhích lần nữa xuất hiện trên cửa sổ thân thể mềm mại nhảy lên, cuối cùng biến mất trong bóng đêm, sách sách, cô nàng này thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, không nghĩ tới một khi đã muốn giết người, lại dứt khoát lưu loạt như vậy. Hắc hắc xem ra ngươi lần này nhặt được bảo bối a à, huân nhi biến mất không lâu, dược lão âm thanh trêu tức lại vang lên trong lòng tiêu viêm. Cười khổ lắc đầu tiêu viêm thở dài nói, tối hôm nay tựa hồ là đến không a à, hắc hắc cũng không nhất định dù cô nương kia hạ thủ không có lưu tình bất quá dù sao tuổi cũng quá nhỏ chưa có kinh nghiệm dược lão thản nhiên đích cười nói nghe vậy tiêu viêm ngẩn ra ngạc nhiên nói vậy là ý tứ gì hãy chờ xem dược lão cười thần bí chợt yên lặng nhìn thấy bộ dáng dược lão tiêu viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục đem thân thể lui vào trong bóng tối ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nhất cử nhất động trong phòng trong căn phòng hơi có vẻ hôn ám, ngoại trừ tiếng hít thở của thị nữ đang bất tỉnh trên giường, hoàn toàn yên tĩnh. Lần nữa đợi hơn 10 phút đồng hồ tiêu viêm lông mày bắt đầu nhăn lại, nhưng khi nhãn đồng ngẫu nhiên rơi trên thi thể liễu tịch liền chợt co rụt. Chỗ đại môn, liễu tịch lúc này nguyên bổn đã mất đi sinh cơ, bàn tay chợt có sự rung động rất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện, sau một lát, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra. Vẻ u ám trên khuôn mặt cư nhiên cũng lui đi rất nhiều, hí nhìn lỗ máu trên lồng ngực liễu tịch hít nhẹ một hơi lương khí, trong ánh mắt tràn ngập oán độc nữ nhân đáng chết. Nếu lúc đi ta không trộm một miếng quy tức đan từ chỗ sư phụ, hôm nay hẳn thật sự phải bỏ mạng nơi đây. Gian nan vươn tay, liễu tịch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Cẩn cẩn rực rực từ đó đổ ra một ít bột phấn màu trắng rác lên vết thương, sau đó lần nữa móc ra một miếng đan dược xanh nhạt không chút trần chờ nuốt vào. Làm xong mấy động tác nhỏ này liễu tịch sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần, lần này trọng thương, sợ rằng phải tốn nửa năm thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ngày mai liền để ra liệt gia tộc tiễn ta trở về mời sư phụ theo. Chỉ cần có sư phụ hỗ trợ tiêu gia tuyệt đối sẽ không sống thêm một ngày, đến lúc đó ta muốn đem nữ nhân nọ chơi đùa đến chết mới thôi. Giữ tợn cắn răng, liễu tịch khuôn mặt trắng bệch tràn ngập oán độc xin lỗi, quấy dày một chút. Người có lẽ không có cơ hội để trở về ngay khi liễu tịch đang ảo tưởng đến thảm trạng thiếu nữ cao quý bị chính mình trà đạp một tiếng cười thản nhiên đột ngột vang lên trong căn phòng âm thanh thình lình phát ra làm cho liễu tịch thân thể chợt cứng đờ khuôn mặt cấp biến gian nan xoay đầu một bóng người toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào như một bóng ma từ trong hắc ám chậm rãi đi ra nhà đầu hung hăng này xem ra vẫn muốn để ta xử lý một ít hậu sự a à. dưới hắc bào truyền ra tiếng cười của thiếu niên bàn tay nhẹ nhàng đưa ra bạch sắc hỏa diễm quỷ dị chậm rãi xuất ra dị hòa nhìn thấy đoàn bạch sắc hỏa diễm quỷ dị liễu tịch nhãn đồng co rụt kinh hãi thất thanh chúc mừng ngươi đã trả lời đúng có thường mỉm cười hắc bào nhân bàn tay vung lên bạch sắc hỏa diễm nhất thời rời khỏi tay như tia chớp phóng đến đem liễu tịch bao trùm chỉ trong thời gian ngắn liễu tịch còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã nhanh chóng bị đốt thành một đống cho bụi từ nay về sau cái tên liễu tịch nhất phẩm luyện dược sư đã hoàn toàn biến mất trên phiến đại lục này lạnh lùng phủi nhẹ hắc bào nhân bàn tay vung lên một cỗ kình khí đem cho bụi trên mặt đất quét đi sạch sẽ lúc này mới nhàn nhã nhảy lên cửa sổ đằng không lướt đi không chút kinh động rời khỏi gia liệt gia tộc hắc bào nhân mũi chân điểm nhẹ thân hình vừa phóng ra được mấy chục thước chợt ngưng đốn, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Tại mái lầu đối diện cách đó không xa, thiếu nữ mặc kim sắc váy bào tùy ý ngoe nguẩy đôi chân trắng toát mượt mà, nhãn đồng ẩn chứa ánh kim diễm nhàn nhạt. Biếng nhác nhìn chằm chằm hắc bào nhân đã dừng lại phía trên, người đến tột cùng là người phương nào. Ngón tay thanh nhã gạt mái tóc bị gió đêm làm phất phơ nơi chán, cô gái ngước chiếc cầm thon thành âm nhẹ nhàng trong phiến tiểu thiên địa chậm rãi quanh quần thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau